À, xin chào anh nha. Trời Bình Định nó đang mưa nên thành ra là em đứng bên trong quay nè. Đó, cái cây đỗ quyên em trồng trong một cái chậu. Chậu đây đây, ra quay gần. Chậu men sứ Bình Dương nha anh em ha. Đó, thân chậu nha. Toàn bộ xung quanh này là toàn trồng em trồng bằng đất Akama này. Đây là toàn bộ những hạt này, hạt đất Akama nha anh ha. Đó, trồng vào một cái chậu men như thế này. Gốc nó này to, gốc rất to nha. À, đọt rất là khỏe này, xanh tươi này. Cái này toàn em trồng thường chậu được 2 năm rồi nha anh. Đó, là có nghĩa là được 2 mùa ho rồi. Thì năm nay chắc chắn là nó sẽ cho mùa ho nữa, ho tết. Nó sẽ cho ho tết đây. Đây, nó đang cuốn cái lá non lên thì chắc là thường thì năm ngoái là tầm tháng 10, tháng 11 âm nó sẽ cho nụ rồi. Đây nhìn đây, cho nụ rồi này anh thấy không, đây là nụ bông rồi nha. Đó, nó đã cho nụ bông hết rồi nè. Cái nào ở trên đọt là nụ bông hết này anh ha. Đấy, nụ bông này anh thấy nụ bông không, cái này là cái nụ bông nha. Thì nó sẽ ra ho đúng dịp tết nha. Đây, nụ hết này. Có một số nụ nó hư bởi vì nó bị nay vô mùa mưa đấy, chứ nước mưa. Đây, hai cái nụ đây nên này. Đó, cây thân chậu toàn bộ nó đã cuốn nụ hết nha anh ha. Đó, lá non lên là toàn bộ những đọt non này nó sẽ cho cái nụ. Cây thì gốc nó, đế của nó thì nó to, cái chỗ đây nó to gần ngang cổ tay nha. Chỗ đây to gần ngang cổ tay và nó lên lùm 2-3 thân như thế này. Đó, và cuốn rất là mạnh luôn. Trồng 100% là đất Akama. Còn cái phần bên đây là cái bầu đất của nó, là ngày xưa là bầu đất của đất núi nha. Tại vì cái thằng này là nó là đỗ quyên rừng nha. Đỗ quyên rừng chứ không phải là đỗ quyên của tàu. Đỗ quyên rừng thì trồng nó khí hậu của Việt Nam mình nó thuần hơn, dễ chơi hơn. Nó cao tầm 70-80 cm nha. Đó, em quay xe anh sẽ thấy nó cao. Thân chậu trồng mình đất Akama và cao 70-80 cm. Đây là một cây, bên kia cây nữa. Đó, trồng một cặp nó luôn, một cặp nó là một dáng nó giống như nhau và trồng bằng đất Akama. Đây, đất Akama đây. Đây cả nhà. Đó, nó nứt mầm rất từ dưới gốc lên, rất là khỏe này. Phần nó này. Đó, chi cành nó lên. Được, trên đầu nó sẽ cuốn hết này. Đó, nó cuốn lá non lên hết này. Cây rất là khỏe và đẹp luôn, yên cây. Thì cái cây kia thì nó tròn tán hơn. Cây này đợt vừa rồi nó bị tơi tả một xíu là do là nó bị gãy cái cành nên là cái tán không được tròn lắm. Do là em trồng mấy cái phôi cây này, trồng mấy phôi cây em bưng em tựa vào nó bị gãy. Ở đỗ quyên thì đỗ quyên rừng của mình thì cứ để cho ăn nắng bình thường nha cả nhà. Đấy, và trời thì em cho ăn nắng bình thường, không có gì phải sợ cả. Tại vì nó là đỗ quyên ta của mình nha. Cây ho thì gần như là để nắng thì cái cây nó mới ói được, nhưng mà để nắng là nắng phải nắng nhẹ, với là nắng nó không có nắng quá gắt nha. Nắng gắt quá thì nó có sẽ cháy lá, nhưng mà mình nuôi cũng từ từ, khi mà nó thuần hết khí hậu của mình rồi là nó sẽ ăn nắng đều, nó cũng không sao cả nha. Ăn nắng đều cũng không sao, tại cây ho là phải cho ăn nắng nha. Nhiều anh em nói chỉ có thằng đỗ quyên tàu là lý do không cho, lý do ban đầu về là không cho ăn nắng liền, là đơn giản là nó trồng bằng công nghiệp, nó cái lá nó không thích nghi được cái môi trường hiện tại của mình, bắt buộc anh em mình nuôi phải thuần chậu à, dưỡng lại thì mình ăn nắng ok, ăn nắng 100% luôn. Đó, cho nên là nó rất khó chăm, nó cho phân bón phân lạc rất là nhiều luôn, nên khó. Còn dạng đây thì anh em mình cứ 7 ngày anh em mình tưới lăng, 7 ngày anh em mình tưới lăng là hoặc là phân trùng quế đó anh em, thì cây nó khỏe và tốt lắm. Rồi, anh em coi thử anh em nào chốt rồi thì inbox còn nha. Mỗi nguyên một cặp luôn, cao 70-80 cm. Đó, đang phún nụ hết. Cây bên đây phún nụ nhiều hơn, cây bên kia thì nó bữa nó bị bão, bị cây toàn trồng nó bị tơi tả một xíu. Nhưng không sao, tại nó bị cái mặt bên đây, nhưng mà cái mặt bên kia thì nó dày. Đó, còn để dưới cái hồ cá này. Mưa quá không có ra vườn được. Mưa không có ra vườn được anh em, đứng trong này quay nè. Rồi, toàn xin phép xuống video nha. Chào tạm biệt cả nhà mình nha.